5, 10, 15, 20, 25, 30, 85, 90, 95, 100. À, cà chua nắp sâu vào trái cây. Tung 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 tung. Còn tay nắp sau hủ rượu. Tung tung. Dưa leo thì trong nồi, đúng không? Tung tung. Các bạn thua rồi nè. Lần nào chơi cũng thua thơm hết á. Chán quá đi thôi. Mình chỉ có 2 con mắt à, còn bạn ấy có hàng trăm con mắt lận. Sao mà chơi lại? Thôi, đi rủ mấy bạn khác chơi đi. Phải đó, mình đi đi. Ờ, mình đi đi. À, mấy bạn không chơi với mình nữa sao? Tội nghiệp bé thơm của chị ốc chua kìa. Ai biểu có hàng trăm con mắt chi, để nhìn đâu cũng thấy. Con muốn đâu, đâu thật khỏe rồi, con buồn quá Thôi mà Thơm ơi, Thơm đừng có buồn nữa. Bây giờ có chị Ốc với lại Dr. Khỏe ở đây sẽ cùng nói chuyện với em. Hôm trước thì mình đã từng nói về tác dụng của Thơm rồi. Nào là chống lão hóa nè, làm đẹp da nè, rồi tốt cho xương và cả hệ tim mạch nữa. Vậy thì bữa nay Dr. Khỏe ơi, Dr. Khỏe định chia sẻ gì về công dụng khác của Thơm vậy? Thơm có hàng trăm con mắt thì cũng có hàng trăm công dụng đó Ốc Thanh Vân à. Nói như vậy chứ chị Ốc chưa tin đâu. Để em nói cho chị Ốc nghe nha. Đó là em có công dụng chống ho và cảm lạnh. Có phải là vì trong Thơm có rất là nhiều vitamin C cho nên là mới có tác dụng chống ho và cảm lạnh, phải không Dr. Khỏe? Đúng vậy, bởi vì trong Thơm có một hoạt chất bromelain giúp ngăn chặn ho rất tốt. Thay vì uống thuốc á, thì chúng ta thưởng thức một ly nước ép Thơm rất tuyệt hảo mà có tác dụng ngăn ngừa bệnh nữa. Chất bromelain trong cơ thể em góp phần làm giảm năng lượng chất béo một cách đáng kể và giúp giảm cân rất tốt đó nha. Chà, nghe tới cái công dụng này là thấy khoái rồi nha. Chắc là cũng có nhiều người thích lắm đây. Em nghĩ là chị Ốc là người thích nhất thì có. Bé Thơm, đừng có nói lớn mà bé Thơm. Thôi, cả hai đừng bàn chuyện riêng nữa nha. Chúng ta còn một công dụng rất quan trọng nữa, đó chính là giảm viêm khớp đúng không, nó tôi khỏe. Thơm có đặc tính chống viêm, do đó thêm Thơm vào chế độ ăn uống hàng ngày có thể làm giảm đau viêm khớp cũng như bệnh gút và hội chứng ống cổ tay đó Ốc Thanh Vân và quý vị khán giả. Quả nhiên là Thơm có quá nhiều công dụng có ích cho sức khỏe của mọi người luôn. Để Ốc nhớ lại coi, nào là thon gọn cơ thể nè, làm da đẹp nè, chống lão hóa nè, tốt cho xương, tốt cho hệ tim mạch nữa chứ. Bảo đảm là ai cũng sẽ thích Thơm. Mọi người nhớ là mình sẽ thêm Thơm vào khẩu phần ăn hàng ngày của mình nha. Vì vậy, quý vị khán giả hãy yêu thương Thơm nhiều hơn nha. Hãy thường xuyên đón xem chương trình Dr. Khỏe quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.